11, chúng em xin chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh lấy chút sức khỏe và sự như ý. Đặc biệt, chúng em xin gửi đến các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất, những cơm hoa rực rỡ nhất trong ngày lễ trọng đại này. Và cuối cùng, em xin chúc cuộc thi thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, những điều thầy chưa kể là sáng tác đầy ý nghĩa của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Lời bài hát là một nguồn lên niềm của nhiều thế hệ học trò. Muốn gửi đến thầy cô, cũng có một phần trang nhưng sao thầy không kể. Những đêm ngồi soạn bài, ánh trăng đùa khuya khuất. Sau đây xin mời quý vị đại biểu, các giám khảo, thầy cô và các bạn lắng nghe ca khúc Những điều thầy chưa kể sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện qua sự trình bày của tam ca lớp 9B. Thank you.
của lớp 9B. Tiếp theo là song ca của lớp 6A. Và múa của lớp 7A chuẩn bị. Vào đời chính nơi đây đã in dấu bao kỷ niệm thân yêu của tình thầy trò, tình nghĩa bạn bè, lời dạy bảo của thầy cô. Nhưng thời gian êm đềm theo tháng năm như dòng sông vượt đều theo cơn gió, đó là nội dung của bài hát Mái Trường Mến Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Mời quý vị, thầy cô và các bạn cùng thưởng thức bài hát này qua sự thể hiện của cặp song ca Hiếu Lan Ngọc Phượng đến từ chi đội 6A.